Thôi mấy anh em đồ đạc rồi cũng lấy xong rồi, giờ bắt đầu chạy ra các bạn. Đây mình quay ra sau cho các bạn xem mà mấy anh em chạy ra mới nói là rất là đông vui luôn á. Đó, nối đuôi với nhau chạy à. Đó, nguyên một đoàn chạy ra luôn á. Cào tôm nè, sáng này dưới này đầu lấy cào chạy vô. Quá mấy anh em chạy ra quá đông vui luôn. Ở này bắt đầu chạy lên đây nè, buộc lái mình nó vậy đây. Chạy lại đây buộc lái mình này. Hả? Được. Buộc cái được cái đó mà không biết cái neo năng hay là không thôi. Ở mấy anh em ra tới đây là bắt đầu anh này giục neo nè. Đó, anh này thì chuẩn bị cái neo sẵn luôn. Đó, treo đoàn ten luôn nè. Đó. Bắt đầu rồi. Anh này chắc cũng xiên dữ à. Làm biển không kéo neo lên luôn. Để đoàn ten luôn, hồi là xả xuống là xong rồi. Đó, chạy luôn tút tút bên kia luôn rồi. Anh này chuẩn bị thả neo nữa đây. Mở dây ra, kéo neo lên phải quấn đàng hoàng vậy đó là nó im á, trời sóng rồi kia đấy. Nó không có bị rớt. Rồi, yeah. Ở đây chừng 2 mét nước các bạn. Mét mấy 2 mét nước à. Đây thì rất là cạn luôn. Này chiếc này cũng đang dây ra đây. Có nhỏ đứng dứt mũi này chuẩn bị thả neo nữa. Nhìn cái gì đây? Cái gốc mũi bị bể, lấy con miếng cây đóng lại. Rồi đó, vậy là bây giờ bắt đầu mấy anh em công chuyện cũng xong hết rồi. Giờ bắt đầu là cơm rồi đặng nghỉ ngơi rồi kia, đặng chiều mấy anh em ra đánh tiếp. Xem anh này anh buộc đục cái anh có mới đi bình thẳng mới buộc đục không à. Buộc quắn lẹ quá này không biết có dính hay là không à. Quá sống rồi. Cướp chưa?
Bà anh nãy nấu cơm có khét không? Nãy chạy dưới gió thấy quá trời khét luôn rồi. Đây nè, nãy chạy dưới ngang bên bảnh cái đầu bay mùi khét, tưởng đâu bên đây khét không à. Vậy là xong, kéo dây đuôi lên đàng hoàng xong. Vậy là xong các bạn, cũng rất là màu luôn ha. Xong rồi, chúng lấy đuôi mực. Ê, xong. Giờ cá nổi là xuống cầu, anh em ơi. Chào quý vị khán giả các bạn nha. Nãy giờ thì chạy cũng lâu rồi, bây giờ mình lên giải cào đầu tiên á. Bây giờ mình sẽ quay giải cào đầu tiên cho các bạn quý vị khán giả xem coi nhiều hay không á. Nếu các bạn thấy hay đừng quên đăng ký và like, nhấn chuông để ủng hộ mình á. Bên ngoài thì cá nhảy cũng khá là nhiều á. Rồi bây giờ bắt đầu lên cào, các bạn xem hơi tối thông cảm á, bị quay cái này nó không có đèn á. Lên. Quá nhiều. Cá to không rồi các bạn. Good. Quá đã. Có lý. Rồi bây giờ bắt đầu mình bục đục ha. Nó hơi chéo á, bụng nó hơi chậm á bạn. Xuất. Quá đã. Đục cào tiếp theo đây. Chốt. Một cái đục không biết đường mở luôn. Thương quá vậy bự ơi. Luôn rồi.
giờ đầu lấy kết, lấy kết lụm xương xương á, bên ngoài cá nhảy quá trời luôn. Đừng cái chuồng bớt đi, lấy miếng dán trong đó một miếng nữa kìa. Xương đây không phải, nãy thấy con cá chuồng đây bự lắm, coi cá xinh xương, nãy đưa cái gông lên chà bá luôn đây nè. Ồ, đây còn nữa đây. Cái chuồng này cá rất là đẹp luôn, mà lộn cái chuồng á, cái này không có cái chuồng làm rất là khỏe luôn à, xúc vô cái là gò lóng cá là khá là nhiều á các bạn. Lụm đi, nghe vào đó kìa, bư lụm xương xương cá chuồng đi.